Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Chủ tịch nước, cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước qua các thời kỳ đều đã rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ, hiệu quả tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. Kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nhắc lại bài phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kế tục xứng đáng với các thế hệ cha anh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, giới thiệu ứng cử Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch nước, tôi mong muốn luôn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương, địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng cơ quan văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 30 năm qua, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian công tác trong lực lượng công an. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 phố nối Quảng Trạch, tình hình khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo, tình hình triển khai quy hoạch điện 8. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay dự án đường dây 500 kV mạch 3 phố nối Hưng Yên, Quảng Trạch, Quảng Bình đã hoàn thành giải phóng bàn giao mặt bằng tại 100% vị trí móng cột, 93% khoảng néo, 7 tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến. Các thiết bị vật tư nhập khẩu như sứ, phụ kiện dự kiến đầu tháng 6 năm 2024 sẽ về nước. Dự kiến kết thúc dự án cột vào ngày 15 tháng 6, hoàn thành néo dây vào ngày 20 tháng 6. Những ngày cuối tháng 6 sẽ tiến hành nghiệm thu, đóng điện đưa đường dây vào vận hành. Ghi nhận kết quả triển khai xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng Chính phủ biểu dương hoan nghênh các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu đã nỗ lực tập trung và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai dự án, đặc biệt đánh giá cao sự vào cuộc, ủng hộ của nhân dân, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện và hơn 8.000 cán bộ công nhân, kỹ sư trên công trường. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương, đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc xuyên ngày nghỉ, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, bàn làm không bàn lùi, thúc đẩy thi công dự án bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, bảo đảm tái sức lao động và quyền lợi của các chủ thể liên quan, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân nơi đường dây đi qua, bảo đảm đóng điện, đưa vào vận hành đường dây tải điện 500 kV mạch 3, phố nối Quảng Trạch trước ngày 30 tháng 6. Về việc bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong thời gian cao điểm, nhất là tháng 6, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị các phương án cao nhất có thể, xấu nhất có thể, để không bị lúng túng bất ngờ, dứt khoát không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 7 để thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Trong thời gian làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Các ý kiến đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quy hoạch khoáng sản, tín dụng, kinh doanh vàng, chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, chính sách khoanh nuôi, bảo vệ rừng, giải pháp đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến. Các ý kiến đại biểu đề nghị cần ban hành nghị quyết chuyên đề sau khi Quốc hội thảo luận về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp, đồng thời cần triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, rà soát những kiến nghị của cử tri đã được nêu ra nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Tại buổi đối thoại với công nhân lao động thủ đô diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thành phố Hà Nội sẽ nỗ lực khởi công xây được các khu nhà ở xã hội trong năm 2024 và có chính sách hỗ trợ để người lao động có thể thuê, mua nhà ở xã hội. Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao Hòa Lạc với khoảng 167.000 lao động, trong đó phần lớn là lao động ngoại tỉnh. Nhiều người lao động nêu thực tế đang phải thuê trọ ở các khu dân cư chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, giá thuê trọ, tiền điện, tiền nước cao, từ đó đề nghị thành phố có thêm dự án nhà ở xã hội và các chính sách hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội. Trước chăn trở về nhu cầu của công nhân lao động về mua, thuê nhà ở xã hội còn cách xa so với khả năng cung ứng của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở ban ngành phải xác định đây là món nợ với người lao động. Trong năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phải khởi công được các khu nhà ở xã hội theo đúng quy hoạch. Tới đây, khi luật thủ đô sửa đổi được thông qua, Hà Nội cũng sẽ có thêm quyền nhất định để ban hành một số cơ chế đặc thù về hỗ trợ cho phúc lợi xã hội nói chung, trong đó có chính sách hỗ trợ để người lao động có thể thuê, mua nhà ở xã hội. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc rà soát quy hoạch bố trí bổ sung quỹ đất để tiếp tục phát triển nhà ở xã hội. Hiện thành phố Hà Nội đang triển khai 58 dự án phát triển nhà ở xã hội với 60.000 căn hộ, lập chủ trương đầu tư 5 khu nhà ở xã hội tập trung, quy mô khoảng 270 ha, hiện đã chuyển sang Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định được 4 trên 5 dự án. Hôm nay, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, trong đó khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước liên quan tăng cường hợp tác và quản lý sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông Mekong. Liên quan tới quan điểm của Việt Nam đối với việc xây dựng các công trình thủy điện trên sông Mekong, được xem là một trong những nguyên nhân gây hạn mặn và sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết. Mekong là dòng sông chung xuyên biên giới và chảy qua nhiều quốc gia, thì là quốc gia hạ nguồn ở sông Mekong, Việt Nam rất là quan tâm đến các cái tác động xuyên biên giới và cái khả năng tích nước của các cái công trình thủy điện trên dòng sông Mekong. Thì việc phát triển các cái và vận hành các cái công trình thủy điện trên sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm các cái tác động xuyên biên giới đến cái môi trường cũng như là phát triển kinh tế xã hội, đời sống kinh tế xã hội của các nước trên lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn, và phải phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước liên quan tăng cường hợp tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước, vừa không có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân sinh sống trong lưu vực. Tại buổi họp báo, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta trong thời gian tới. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích ấn tượng của cả thầy và trò. Những kết quả đó được ghi nhận tôn vinh tại lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi thủ đô. Quận Hoàn Kiếm tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật với gần 1.300 giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. Là đơn vị xuất sắc 14 năm liền trong phong trào thi đua của thành phố năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm tiếp tục đạt được những kết quả rực rỡ với gần 1.300 giải thưởng từ cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế.
tham dự các kỳ thi trong nước và quốc tế với sự phong phú về số lượng và đa dạng trong các lĩnh vực từ toán, khoa học, công nghệ, tiếng Anh cho tới các cuộc thi viết như UPU, Đại sứ Văn hóa đọc hay các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật, thể thao. Ở bất cứ sân chơi nào, các em cũng đạt thành tích xuất sắc, mang niềm vinh dự về cho trường, cho quận và cho thành phố. Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo thủ đô đã không ngừng sáng tạo, thử thách bản thân ở những cuộc thi khác như Hội thiết kế bài học STEM, Ngày hội văn hóa thể thao, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ngày hội công nghệ thông tin và STEM, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Nhân dịp kết thúc năm học, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã tặng thưởng và vinh danh các giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, hội thi, kỳ thi cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia, quốc tế. Hôm nay, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động như tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực, khám chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nhân dịp này, 155 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng và xe đạp của Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nhà tài trợ. Thời gian qua, liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra trên khắp cả nước, trong đó có nhiều vụ ngộ độc tập thể. Bộ Y tế đã có chỉ đạo các sở y tế địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Số vụ ngộ độc giảm, song số mắc tăng hơn 1.000 người so với cùng kỳ. Hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tra soát nguồn gốc thực phẩm. Truy xuất nguồn gốc cũng là những cái rất khó khăn trong vấn đề về truy xuất nguồn gốc của cái thực phẩm. Chúng ta biết rằng cái việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm rất là quan trọng. Có thể nó hỗ trợ cho, giúp cho vấn đề vừa để xác định nguyên nhân một phần. Nhưng mà quan trọng là chúng ta khi truy xuất nguồn gốc thì chúng ta sẽ có thể ngăn ngừa được những cái nguy cơ tiếp theo. Bộ Y tế đánh giá, thời gian vừa qua, tình trạng ngộ độc thực phẩm diễn ra khá nghiêm trọng ở 4 tỉnh gồm Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc và Khánh Hòa. Để dẫn đến tình trạng này có cả nguyên nhân khách quan như thời tiết nóng ẩm, phù hợp cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật, cũng như nguyên nhân chủ quan như sự phối hợp giữa các ban ngành, ủy ban nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở chưa tốt. Tôi đề nghị các tỉnh, các đồng chí cũng chỉ đạo cho là kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tại sao tôi nói là phải có ban chỉ đạo về vấn đề an toàn thực phẩm? Có phải độc của y tế đâu, có phải có độc nông nghiệp, có công thương, có độc công an đâu, đúng không? Mà nó là các cấp các ngành chúng ta đều phải vào. Đấy thì tôi đề nghị. Cái thứ hai là kiện toàn xong thì các ông chí cũng rà soát lại cái quy chế. Và cái thứ ba là chúng ta ban hành quy kiện toàn rồi, ban hành quy chế rồi thì phải phân công nhiệm vụ cho từng ngành thành viên hết sức cụ thể. Để giảm thiểu những vụ ngộ độc thực phẩm, người đứng đầu địa phương phải kiên quyết không cho kinh doanh thực phẩm nếu không đảm bảo tiêu chuẩn, không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép nếu vi phạm. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, tập huấn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt các đơn vị kinh doanh cho tập thể với số lượng lớn. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS tiến tới gỡ thẻ vàng IUU, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp về nội dung này. Bảo đảm 100% tàu cá tuân thủ quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên biển là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm, nằm trong khuyến nghị để tiến tới gỡ thẻ vàng IUU. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại tình trạng tàu cá mất kết nối, vi phạm. Tính đến ngày 20 tháng 5, phát hiện và đề nghị xử lý hơn 8.700 lượt tàu từ 24 mét trở lên mất kết nối trên 6 giờ đến 10 ngày trên biển. Đã xử phạt vi phạm hành chính 14 lượt tàu, số còn lại không xử phạt vì các lý do mất kết nối do nguồn điện bình yếu, lỗi thiết bị, thời tiết xấu nên thiết bị hoạt động không ổn định.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, cần xác định rõ mục tiêu gỡ thẻ vàng EU trong lần kiểm tra tới. Vì vậy, các địa phương nghiêm túc, quyết liệt trong kiểm tra, giám sát tàu cá, khẩn trương rà soát số lượng tàu cá chưa lắp đặt hoặc tàu cá mất kết nối dài ngày, xử lý thật nghiêm các tàu cá vi phạm quy định về VMS. Hiện nay các quỹ đầu tư trên thị trường đều xem xét môi trường, xã hội và quản trị ESG như một điều kiện cần khi rót vốn vào một doanh nghiệp. Dữ liệu về các tiêu chí trên sẽ giúp các doanh nghiệp tổ chức tăng tính minh bạch, nắm bắt các rủi ro phi tài chính và cơ hội đối với hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp đều gặp khó khi tiếp cận với các nguồn vốn để thực thi các tiêu chí này. Trên toàn cầu, các định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức đã phân bổ các nguồn lực đầu tư cho các doanh nghiệp để thực thi các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội quản trị, viết tắt là ESG. Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư ESG đã tăng từ 20% năm 2016 lên 25% năm 2018. Các tài sản ESG trên toàn cầu vào khoảng 30.000 tỷ euro và con số này sẽ tăng lên gấp đôi cho tới năm 2030. Tất cả các nhà đầu tư định chế đều có chiến lược phân bổ vốn đầu tư cho ESG. Để gia tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt cũng đang đẩy mạnh thực thi những tiêu chuẩn này. Thế nhưng để triển khai thì cần phải có nguồn vốn rất lớn, trong khi tại Việt Nam, các nhà đầu tư và các ngân hàng chưa mặn mà với việc cấp vốn cho dự án loại này. Chúng tôi đang phải dùng cái nguồn vốn nỗ lực từ của các cổ đông, của cá nhân, thế và cũng phải nhờ đến các cái ngân hàng, nhưng cũng chỉ được các cái chính sách như các doanh nghiệp khác mà không có được sự ưu đãi của một doanh nghiệp đang chuyển đổi sang năng lượng sạch. Đến thời điểm này, khi cần nguồn vốn và tiếp cận đến nguồn vốn xanh, hầu như là 80% là không được duyệt, bởi vì cái mức độ tuân thủ đến thời điểm này là đang ở mức thấp. Ngân hàng Thế giới ước tính đến năm 2040, Việt Nam cần 368 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6,8% GDP mỗi năm để theo đuổi lộ trình đưa phát thải ròng về không. Tuy vậy, khi chưa có khung pháp lý rõ ràng, các khoản tín dụng xanh sẽ do mỗi ngân hàng tự xem xét phê duyệt. Các tổ chức tín dụng cũng phải tự giám sát, dẫn tới phát sinh tâm lý chần chừ cho vay, phát triển tín dụng xanh. Mà để tiếp cận những nguồn vốn xanh, anh chị cũng biết là quy định nó cũng khá là nghiêm ngặt. Và có thể là những cái yêu cầu nó cũng hơi khó đối với những cái doanh nghiệp mà đang cùng bước phát triển như chúng tôi. Thì thật sự là chúng tôi cũng mong những cái cơ chế cũng như là những cái chính sách có thể là hỗ trợ thêm về phần hướng dẫn cũng như là để gần hơn với những cái nguồn vốn xanh này. Ước tính hơn 3.800 quỹ đầu tư trên thế giới đang huy động được khoảng 121.000 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào các tài sản ESG. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp hiện đang kỳ vọng vào việc nâng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian tới để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững, thu hút dòng đầu tư dài hạn này.